Mình xin chào các bạn nha. Thì trong clip ngắn hôm nay mình sẽ cho anh em thấy cái sự ảo tưởng của cái đèn màu nha. Ở đây mình có hai cái đèn, một cái đèn led màu hồng giúp con cá nó lên màu rất là sặc sỡ, và một cái đèn trắng. Thì trong video hôm nay mình sẽ cho các bạn xem cái sự ảo của nó. Thì đa số mình quay anh em xem từ cái lúc ban đầu tới hiện tại mình bán bây giờ, chưa bao giờ mình sẽ dùng một cái đèn màu mình quay. Tuy nhiên mình sẽ cho anh em thấy cái sự ảo của nó như thế nào. Đó, đây cái đèn led. Muốn con cá lên màu bắt mắt, quay cho các bạn xem cực kỳ đẹp cũng được. Tuy nhiên mà mình về đến cái nhà của các bạn thì nó lại nuôi gỡ con cá ra thì nó màu khác, thì nó không có đúng với cái sự thật nha. Còn bây giờ mình sẽ tắt cái đèn trắng, bật cái đèn led cho các bạn coi. Đây là cái con mạ H6 nha. Cái màu đó các bạn xem nè, có cái màu thực tế rồi ha. Nó không có đỏ lắm. Và bây giờ mình sẽ rút cái đèn ra. Đó, mình rút cái đèn ra. Và mình sẽ bật cái đèn led lên. Đó, các bạn xem nè. Đó, các bạn xem. Con cá nó đỏ, đỏ nó rực rỡ luôn các bạn. Các bạn xem nè. Còn thấy các bạn xem thấy không? Quá ảo luôn, siêu ảo luôn. Nhưng mà con cá thực tế thì nó lợt nha các bạn, nó không có đỏ đậm được vậy đâu. Nếu mà mình dùng cái chiêu mà mình gọi là ảo như thế này, mình bán khá là nhiều cá luôn. Rồi các bạn xem những con cá này nè, nó đỏ rực rỡ, đỏ như máu cho các bạn, nhưng mà ngoài thực tế nó không có đỏ như máu nha. Các bạn xem nè, rất rất đỏ. Rồi mình sẽ bật cái đèn trắng và tắt cái đèn led lên. Bật cái đèn trắng lên cho các bạn xem lại ha. Nè các bạn xem, đỏ như máu vậy ha. Đó, rồi bật cái đèn trắng lên. Rồi nó có đỏ như máu không? Đó, mình tắt cái led đi. Đó. Đó, một cái clip ngắn thôi, là muốn cho các bạn xem quay ảo và quay thực tế nó như thế nào. Đó, đây cái con mã H6 hồi nãy nè, các bạn xem nè. Đó, ánh sáng trắng thực tế. Tại cái lúc mà mình đang bán bạn thì đa số mình sẽ dùng cái đèn trắng thôi. Mình thích cái sự thực tế hơn, thay vì quay ảo rồi bán được nhiều cá nhưng mà cảm thấy nó giả dối các bạn ha. Có sao thì mình quay như vậy cho nó chính xác hơn. Nhiều chú mình quay như thế nào mà nhiều chú cũng bảo là đem con cá ra ngoài rồi đem ra ngoài nắng cho coi có phải giống vậy không. Mình cũng chịu thôi. Tuy nhiên mà mình bán thì lúc nào mình cũng quay đèn trắng hết ha. Rồi mình kết thúc tại đây ha. Rồi, cảm ơn các em rất là nhiều để dành ít thời gian theo dõi clip của mình. Hãy nhấn cái nút đăng ký để cập nhật những clip mới nhất của mình nha. Rồi mình xin chào các bạn.